Đấy. Đến như mức này nó cùng đúng không? Anh ơi, khách hàng đang hỏi bên mình sử dụng chất liệu gì để dán nội thất ô tô. Ok, được rồi, vào đây anh chỉ cho. Đầu tiên là cái khả năng chống phục hồi vết xước. Ở đây là một cái chổi đồng này, rất là sắc này, nhọn này. Đấy. Sẽ tạo những cái vết xước xoáy nhá. Xước xoáy khi mà dùng khăn bẩn lau lên đấy, nó sẽ có những cái vết xước xoáy này. Bình thường thì nội thất nó không thể tự phục hồi được. Này, anh em nhìn rõ cái vết xước xoáy chưa? Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng cái khò nhiệt này. Đấy. Sau khi khò xong thì cái vết xước xoáy nó đã đây, anh em nhìn xem nó đỡ rất là nhiều luôn, gần như là biến mất. Thứ hai là về khả năng bảo vệ đây. Đây. Để mình tạo thành vết luôn này, tạo thành vết luôn cho anh em xem đây, gạch nhá. Đấy. Đến như mức này nó cùng đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ bóc ra cho anh em cùng xem này. Đấy, khi mà mình bóc ra thì mình test luôn cái khả năng là không bám keo, không để lại keo khi bóc. Đấy, anh em nhìn đây. Đấy, bóc và không để lại keo. Đấy. Và không ảnh hưởng gì đến cái bề mặt này. Đây. Làm xước rất là sâu nhá. Đây, anh em nhìn đây. Không ảnh hưởng đến bề mặt luôn. Đấy. Đấy. Rất là dài. Đấy. Ok. Thấy chưa? Anh em thấy không? Không ảnh hưởng đến bề mặt luôn. Bề mặt không vấn đề gì cả. Ở đây là cái vật liệu này. Rất là dài luôn. Test cho anh em xem này. Cực kỳ dài luôn. Này. Cái chỗ này nãy nó có lỗ rồi cho nên nó mới rách được. Bình thường không thể rách được. Cực kỳ dài luôn. Đấy. À, test cho anh em xem. Đấy. Đấy chưa? Anh em thấy cái độ đàn hồi của nó tốt chưa? Nhọn thế này mà không thủng luôn. Ok, anh em còn lăn tăn gì về cái vật liệu của PSkin không? PSkin cam kết với anh em là toàn bộ cái PPF dán trên xe nội thất của anh em đều là PPF TPU chính hãng, cao cấp. À, độ bền lên tới khoảng 7 năm, không bị ố màu theo thời gian. Bóc ra không để lại keo và nó chống xước rất là tốt luôn. Anh em cần tư vấn dán cho nội thất ô tô xe gì thì liên hệ bên em.